nó được gọi là một chất độc. Cái này chúng ta chỉ sát trùng ngoài da thôi chứ không được phép uống vào trong cơ thể. Uống vào trong cơ thể là đi rửa vợ đấy ạ. Vậy thì em sẽ lấy nó là một cái tượng trưng cho độc tố nhá. Chị thích ăn món gì nhất ạ? Nhiễm độc rồi và run không thể nào ở được đấy ạ. Và bây giờ việc của chị Loan là sẽ sang đôi cho chị một nửa. Làm nào hai phần bằng nhau nhá, không bằng nhau là ghen tị đấy ạ. Cái sự hai khách hàng này là hai khách hàng với hai tính cách khác nhau và cũng là hai khách hàng có hai sự lựa chọn khác nhau. Sự lựa chọn đầu tiên là sự lựa chọn của chị Dung, là chị Dung sẽ dùng quả chanh để đào thải độc tố cho cơ thể. Và chị Dương sẽ giúp em bắt kiệt hai quả chanh vào cốc nước ạ. Mình sẽ bắt đến khi nào cốc nước nó trắng thì thôi. Ví dụ như là một quả mà làm trắng rồi thì thôi. Chị em mình quan sát màu nước thay đổi nhá. Thế thì chị và chúng ta dành cho chanh một trái thật lớn nhá. Bên này thì chị Lam sẽ lựa chọn cách đào thải độc tố bằng vitamin C của Forever. Và cái thông minh hơn của chúng là chị Lam sẽ không dùng cả viên. Dùng cả viên thì hơi phí đúng không nhỉ? Và chị chỉ dùng một phần tư viên thôi ạ. Chị bẻ giúp em một phần tư viên ạ. Tại vì C của chúng ta không giống như C sủi bên ngoài đâu ạ. Mà chúng ta phải bóp nó ra, sau đó mà chúng ta mới có thể làm tan nó được ạ. Được rồi đấy chị ạ, chị bỏ cá lại được. Ok. Bây giờ sẽ máy nhá. Chúng ta quan sát nhá. Ok, tuyệt vời. Chị dừng lại đi ạ. Rồi, chị em mình nhìn thấy rằng là C và quả chanh ngang tài ngang sức chưa ạ? Ngang tài ngang sức rồi đúng không nhỉ? Vậy bây giờ khi mà đào thải độc tố rồi, chúng ta có ăn nữa không ạ? Có ăn nữa không ạ? Phải ăn, không ăn thì chết đói mất đúng không ạ? Vậy thì bây giờ em sẽ cho mỗi bên 15 giọt đúng không ạ? Chưa ạ? Ok. Bây giờ chị sẽ giúp em hỏi lên. Chanh đào thải C đào thải rất là tốt, còn quả chanh thì sao ạ? Chị có thể đưa ra cho chị dùng chị hỏi lên giúp em ạ. Chúng ta thấy sao ạ? Khác biệt chưa ạ? Quá khác biệt rồi đúng không nhỉ? Vậy đây chính là sự khác biệt của hai sự lựa chọn. Nếu như ngày hôm nay em mà có cái tờ giấy pH thì ạ, tờ giấy quỷ tím, em mà nhúng sang hai cốc nước ạ, thì chúng ta sẽ thấy một điều là bên cốc nước của C của Forever thì sẽ không hề đổi màu quỷ tím. An toàn của sản phẩm. Có rất nhiều khách hàng hỏi em rằng là: em Hảo ơi, chị bị dạ dày thì có uống C của Forever được không? Thì em Hảo tự tin nói một điều chính là chị uống thoải mái. Và đây là lý do tại sao mà em bảo chị uống không thoải mái nhá. Chị nhúng một cái như lên luôn thôi em. Chị cũng thế. Ok, nhúng cái như lên luôn. Chúng ta thấy được sự khác biệt chưa? Đây chính là độ an toàn của sản phẩm. Quả chanh có khả năng đào thải cũng được, nhưng mà ngoài cái thành phần C trong quả chanh ra thì nó có rất nhiều axit độc hại, nó làm ảnh hưởng đến dạ dày của chúng ta. Chính vì thế nên là không phải cái gì từ tự nhiên cũng tốt đâu ạ. Nó có cái tốt và cũng có cái hại của nó đúng không nhỉ? Nhưng đối với C của Forever thì sao? Sản phẩm vitamin C của Forever chiết xuất đủ chủ yếu từ quả cam. Chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình. Từ quả cam, nó cũng là một loại hoa quả tự nhiên và có chứa nhiều C. Nhưng bằng công nghệ tách lọc của Mỹ, nó đã tách hoàn toàn những cái axit độc hại ra ngoài và nó chỉ giữ lấy một thành phần duy nhất, đó chính là vitamin C. Chính vì thế tại sao khi chúng ta test cái giấy quỷ tím này lên thì cái giấy này không hề đổi màu. Đấy chính là sự an toàn của sản phẩm. Nên là khách nào mà bị dạ dày, hệ tiêu hóa kém thì cứ uống C của Forever thoải mái đúng không ạ?
Ok, vậy thì khi mà chúng ta đã thấy được sự ưu việt rồi thì chúng ta có muốn thắc mắc về giá của nó không? Có thắc mắc về giá không ạ? Sản phẩm tốt nhưng giá của nó 10 triệu đồng, có ai dám mua không? Có ai dám mua không ạ? Có người dám mua nhưng có rất nhiều người không có khả năng chi trả nên không mua được. Vậy thì em sẽ phân tích nhé. Một viên xe chúng ta lấy ra nó với giá rẻ của khách hàng là 4.700 một viên ạ. 4.670 đồng một viên. Bởi vì giá của 100 viên, đây là một lọ 100 viên, nó là 467.000 thôi. Đấy là giá rẻ khách hàng. Vậy từ viên xe từ bao tiền ạ? Bao tiền ạ? 1.100 ạ. Khoảng tầm 1.100 đúng không nhỉ? 1.100. Vậy quả chanh này sáng nay ai mua đây ạ? 2.000 quả. 2.000 một quả. Vậy chúng ta phân tích được về giá chưa? Một bên là 1.100, thứ nhất có khả năng đào thải độc tố hơn, an toàn hơn, nhiều công dụng hơn. Nhưng một bên nó là 2.000, đắt vô cùng luôn đúng không? Đó, nhưng mà công dụng thì sao? Và an toàn thì sao ạ? Là không đúng không? Không bằng đúng không nhỉ? Vậy thì bây giờ khi mà xem xong thí nghiệm rồi thì chị Dung là một người khách hàng rất là thông minh. Chị ấy thay đổi sự lựa chọn luôn đúng không nhỉ? Và chị ấy có nhờ vitamin C đào thải độc tố hộ, chị đổ giúp em cái công thức của chị vào công thức này để giúp nhờ vitamin C đào thải độc tố hộ đúng không nhỉ? Chúng ta thấy được thì thể cao ạ? Kiểu cái cơ là nước trắng lên đấy. Và đặc biệt hơn nữa, hai chị quan sát giúp em nhé, C còn chưa tan hết đúng không nhỉ? C còn chưa tan hết. Vậy thì sau cái phần thí nghiệm này thì chị Loan có thấy yêu sản phẩm của Fry không? Có. Nếu chị là khách hàng thì chị lựa chọn cái nào ạ? Chắc là tôi sẽ lựa chọn là sản phẩm của Fry. Ôi đá thật lớn nha. Là một phần thí nghiệm để chị em mình có thể thấy được là cái yếu tố chính là độc tố từ bên trong hay là nóng ngang thì nó sẽ xử lý bằng sản phẩm Forever nhé. Vậy thì để mà cảm ơn